An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Mua hạt không? Hạt Liên Quân giá rẻ giá rẻ. Quẹo lựa đi bà con cô bác ơi. Ngồi chậm ẩm á, lạc giảm nha. Mà ngồi chèm bẹp cái lạc đẹp cực kỳ luôn. Nhanh tay còn chậm tay vẫn còn luôn nha mọi người ơi. Quẹo lựa luôn bà con cô bác ơi. Lấy đi. Anh trẻ là bà lấy đi. Bà bán bánh canh. Tính ở tề bàn tổ lái phái đua xe kim ăn hồi. Trong giày phé địch tay đua F1. Con bà bãi nhiếm xù lông trong giày jeep xe ôm. Và cùng một số diễn viên khác. Đạo diễn Tinh OT. Biên kịch. Ủa là gì ta? Tờ khẩu bà bỏ qua đi. Chiêu trách nhiệm sản sức. Bánh thì toàn tèn tẹt luôn. Vinh đi game Minh TV NTT tẹt tẹt. Và sau đây là một bộ phim coi rồi sẽ biết nha mấy bà mấy mà. Hello Eggy bà đi à nhanh xì ủ sao quá đi cặp đu cầm chung bánh chơi đồ chờ nếu cặp bánh đi các ai Minh TV của em nha. Á đồ nà ní banh toàn dư bay mày quánh tụ tao cho đe tao bây giờ mày cắm đầu mày chạy hả là đâu có được trời ơi chạy giùm một cái luôn ba trời không chết luôn trời. Ê, gì vậy à, đồ ủa là sao ủa gì vậy nè what happened hỏi con lại mẹ luôn á. Tao hỏi mẹ đi rừng mà mẹ ra mẹ farm hết quái tôi luôn. Tao nó tính ra nó ăn con tờ rim nữa là nó ăn đủ bộ luôn á bà con. Sao nhức nách hại não quá vậy ta. Thôi xin phép bà con mình tập trung trận đấu cái nha. Ở thì bà con ấy bà con có biết đây là cái skin dùng. Một cái skin mới vừa ra mắt. Nhưng mà không có tốn tiền nha. Free ngang. Bà con mà chỉ cần đánh hạng 15 trận thôi á là nhận được cái skin này. Gì vậy thằng ông nội? À, thì ra là anh ghim tôi à. Thì ra là anh để bụng tôi à. Anh hút lần nữa. Trời ơi đậu cánh mày no rồi con. Chạy giùm một cái luôn nè. Mà chào ông. Cây hôn. Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người trong thói đời. Thôi tắt nhạc của em cái anh. Cái kỳ ra gần cổ một cái là đậu chanh không chọt cũng què mà người. Em khổ quá mà em còn bằng cái gì đâu em chơi game như báo người. Tao bỏ chuyện này qua bên đi ha bà con ha. Ở thì cái gì kinh này á có tên là Phoenix Tay Đua F1 nha các bạn. Chỉ cần các bạn đánh hạng 15 trận thôi là có liền à free ngang. Và ngày hôm nay
Thì hồi đó giờ các bạn thấy rồi đó, mình không có mần clip gì vì tướng phé nịch này mà mình đi len gồng ha. Mình chỉ có đi gừng thôi. Nhưng mà ngày hôm nay á, để đổi mới cho cái clip nó sống mềm động, nó đặc mềm sắc hơn, cho nên là mình sẽ cầm cái vị tướng phé nịch này, mình đi len con gồng mà mình kết hợp với lại cái phép bổ trợ là tốc hành nha. Rất là phè, rất là đê luôn đó bà con. Bà con nên chê tử khi mà xem xong cái clip này ha. Âu cơ, tranh thủ giọt cỡ xuống kịp, mình bào cái trụ đó ha bà con ha. Mày đếp cái quần đùi chứ đếp nè, đếp gì một cái luôn bà. Bây giờ mình giọt bà con ha, lấy tờ rượu xong rồi. Liêu liêu ý. Ban chủ đi nào, mãi bên nhau bạn. Nho rồi, nho rồi con. Thăm ngàn, ban chủ u đầu thăm ngàn, các ngành thăm ngàn, tay đi thăm ngàn. Đại liên Mỹ kia chuỗi lừa, có phải đi ả đạt lên gọi xuống cho mấy hả bự. Bây giờ ta ta nói ta trả lại trả lừa. Thấy nửa thảo lý là đầu chắc là bập tay bỏ ba nó liền. Băng tà rượu hả bự. Mày cây èn cú hả bự. Mày ghim hả bự. Thôi chắc là bây giờ mình sẽ đổi len với lại bạn Ma Lóc nha. Nhưng mà để mình hỏi người ta cái đã. Đổi len bạn ơi, lý do tại sao mình lại đổi len? Thì mình nghĩ là có nhiều bạn cũng đã biết rồi đó. Nhưng ở phía sau nhiều bạn đã biết thì còn rất là nhiều bạn chưa biết đâu. Và những bạn đó là ai nè? Đó là những bạn mới vừa tập chơi khung răng vàng bạch kim kim cương và tinh anh. Và những bạn đó rất cần tự tay mình áp dụng những cái mẹo, những cái điều, những cái chiến thuật để tự tay đánh lên được cái khung răng hạng, đó chính là cao thủ ha. Và những cái điều đó thì các bạn yên tâm đi, ở trong clip của mình lúc nào mình cũng truyền đạt những cái mẹo cơ bản nhất và những cái điều chiến thuật cơ bản nhất để cho những bạn mới vừa tập chơi, các bạn sẽ có vài cái kỹ năng cũng như là cái chiến thuật để các bạn áp dụng vào leo lên hạng cao thủ cho nó dễ ha. Nói câu dễ gì thôi chứ thật ra thì nó cũng trải qua rất là nhiều quá trình để luyện tập đó các bạn. Nhưng mà chắc là bạn Ma Lóc không chịu đổi len rồi, mình thấy là bạn đó không có hồi âm lại các bạn. Nhưng mà trước khi các bạn muốn đảo len á, đổi len như vậy á, thì các bạn phải hỏi ý kiến của người ta nha, chứ không phải các bạn chạy thẳng lên chảnh luôn. Lỡ bạn đó không hiểu ý rồi cái tự nhiên hai người chảnh luôn ở dưới len của các bạn, không ai đếp trụ hết, mất trụ thì nó uổng lắm nha các bạn. Ở điển hình như đang trong cái tình huống này nè, các bạn thấy rồi đó, Ma Lóc họ không trả lời mình và cũng như là bạn ấy không có một cái động thái gì hết thì thôi chúng ta cứ ở đây đi. Khi nào mà các bạn cảm thấy là bạn đó kiểu như là ok đảo xuống rồi thì các bạn mới lên đó nha, tránh tình trạng các bạn bỏ lên các bạn đi nha. Tại vì cái công sức mình đã phá được cái trụ rồi, các bạn bỏ cũng phí lắm nha. Nữa hả anh bá đùm ơi, em hỏi thiệt nha, em với Diếp Thơm có mần cái gì khiến anh buồn không? Sao anh chi bay vậy? Trời ơi đậu thanh thiệt chứ, nó gặp hai tụi tôi là nó gặp là nó xúc, gặp là nó múc, gặp là nó hút. Ta nói nó múc bất chấp, nó hút quyết đoán, nó xúc bay luôn bà con. Nó không cần ngần ngại gì luôn mà. Trời ơi không biết cái mần cái gì khiến nó buồn luôn. Nó mới vừa vô à đậu thanh, nó chụp đầu Diếp Thơm nó quánh. Tôi là người đồng bọn chân chín mà, tôi là anh trai ruột mà. Tôi là nói sao nha bà con, em chào cán bộ, em thế là một phe bé đèo dành cho phe nịch. Tuy là bạn đó không phải in game cán bộ nhưng mà hình ảnh cán bộ à không phai mờ được bà con. Nếu thằng nào mà đánh con lâu đi é là đậu tranh là tôi tấp xe học é đó liền. Thấy hồi bữa có một đợt à, nó chơi giọng cán bộ với tôi lắm mọi người, mà nó đặt tên cán bộ luôn á. Thôi chứ cái chuyện đó nó xưa rồi, cái chuyện đó là của năm 1900 hồi đó rồi, bây giờ chúng ta bỏ chuyện đó qua bên đi, tức là tập trung vào vấn đề trận đấu ha. Thì hồi nãy giờ không biết là các bạn có để ý không, mình kết hợp với lại cái bộ phù hiệu tinh linh với lại cái vị tướng Phoenix này, khi mà mình đi lên thì vào cơm bát các bạn cũng thấy rồi đó, bắn đậu xanh lên bờ xuống ruộng luôn, có thêm cái phù hiệu nó hỗ trợ vô nữa. Trời ơi, ta nơi mình vừa bắn skill rồi cái tinh linh nó bắn nữa, nó bắn lia lịa ông địa luôn. Tao ra mày bớt điên giùm tao cái với mày, hết tiêu rồi. Ai ai xong mà em chai guộc tôi luôn rồi, anh đâu còn chiêu cuối chiêu gì đâu. Trời hên quá, nhà nó đập có đúng nhiễm mà bà con nó đập tôi cái nữa chắc tôi cái gì nữa nhỉ cha, tôi gặp mày hoài vậy. Thôi tôi sợ này quá bà con, tôi không dám lại gần nữa đâu bà con ơi.
ba đùm này nó nguy hiểm quá mọi người. Nó chơi bay gì vậy nè. Ê ê, nào bên kia cản nó lại nha. Cái công là hồi tao đập tới nữa nó đậu thanh nó luôn. Nó chơi bay quá trời quá đất luôn ha bà con ha. Nhưng mà nói nào ngay, nhờ cái thằng ông cấu nồi bé đùm nó chơi bay vậy đó mà mình mới sanh được vậy nè bà con. Ơ bà con thấy không, một thằng đàn ông mà khi mà nó bức èn súp lên rồi á là cái quần đùi gì nó cũng dám làm hết đó bà con. Ơ là ui liêu 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 mày hả bự cây èn cú hả bự, mày cây à mày cú à mày ghim mà mày để bụn à. À với lại là các bạn ơi, có thì không biết là hồi nãy giờ các bạn xem clip của mình đến đoạn này rồi nè. Thì không biết là cảm xúc của các bạn như nào ha. Clip của mình nó có vui không? Nó có hài không? Nó có mang cái tiếng cười cho các bạn không? Nó có giúp các bạn xả xì chết được tí nào khi mà hồi sáng giờ các bạn đi học về cũng như là các bạn mi mần về nè. Đó, nếu mà có thì các bạn giúp cho mình một nút đăng ký kênh nha. Ví dụ mà được nữa các bạn cho mình xin thêm một nút like nè, để cái clip của mình cũng như cái kênh mình được phát triển ha. Mà được được hơn nữa, nếu như mà các bạn muốn cái clip này của mình nó được thật là nhiều view thì các bạn nhớ chia sẻ clip này ủng hộ mình nha. Nó không có cái gì ghê gớm hơn nút chia sẻ đâu bà con. Nhớ nghe, nhớ giúp mình mấy cái điều đó để cái kênh của mình cũng như cái clip của mình nó được phát triển ha. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nè. Còn bây giờ thì xin phép các bạn mình tập trung vào vấn đề trận đấu ha. Cái gì mà gần gần ở trển vậy ta? Còn cái lên ai đẹp? Gió cơ nó đẹp bà con. Ý sai, ý sai. Tao giọt bà con ơi. Oh my god. Đâu xanh nó luôn. Ta nơi ốc trò nó hay xui lắm bà con. Rồi cái ta nó chạy bằng cái đường nào? Đâu ơi luôn á. Không sao bà con ơi. Một cái điều này mà những bạn mà mới giờ tập chơi vị tướng Phoenix thì mình nghĩ là các bạn sẽ rất là thắc mắc nè. Thì phải làm như thế nào thì mới sử dụng được hai lần chiêu 2 của vị tướng Phoenix đúng không? Ở thì rất là dễ nha. Các bạn phải áp dụng cái điều này vào những vị tướng đồng địch, chứ các bạn mà áp dụng vào mục tiêu là không có được đâu à nha. Theo như mình được biết á thì các bạn đặt cái kiếp nổ vào đồng địch. Kiếp nổ là cái gì các bạn? Chiêu 1 nha. Các bạn đặt chiêu 1 vào đồng địch, sau đó các bạn lủi thẳng chiêu 2 vô đồng địch luôn. Nó nổ một cái pum là ngay lúc đó cái chiêu 2 của các bạn nó lại được hồi lại rồi. Thì nếu như mà vào combat hoặc là các bạn muốn solo với ai đó, theo như quan điểm của mình ha, mình đặt kiếp nổ vào nó, sau đó được á mình bắn 1 hoặc 2 cái. Còn không á, lủi thẳng chiêu 2 vô luôn để nổ, rồi sau đó là kích hoạt được chiêu 2 lần nữa. Và ngay lúc đó là mình đặt cái chiêu cuối, kiểu như hại não người ta liền. Mình kiểu mình đặt hắc não đồ, khép góc đồng địch đồ. Đó, ví dụ như đặt mà kiểu như xa quá đi, không phải chỗ của mình mà nó lùa vô đập mình á, vậy các bạn kéo về, ấn cái chiêu cuối cái nữa là kéo về bà con. Đó, kiểu như vậy ha. Rồi cứ thế các bạn có chiêu 2 các bạn cứ lướt hại não người ta. Và nói chung á, cái vị tướng Phoenix này theo như cái quan điểm của mình thấy, cái quan sát của mình thấy thì nó không phải là một vị tướng kỹ năng quá cao đâu các bạn. Không cần các bạn phải có kỹ năng quá cao để chơi được đâu, mà chỉ cần các bạn gành chơi vị tướng xạ thủ, các bạn tìm được một cái góc bắn để các bạn đứng các bạn bắn ha. Nói chung là giữ được vị trí đó các bạn. Nói chung thì mình chúc các bạn sẽ sớm thành công với lại cái vị tướng Phoenix này ha. Thì nãy giờ mình chưa có nói với các bạn về cái vấn đề bu đồ cũng như là bu ngọc khi mà sử dụng vị tướng phé nịch này đi lên ha. Ở thì ngọc đỏ mình chọn là 8 viên tốc độ đánh tỷ lệ chí mạng, 2 viên còn lại là tỷ lệ chí mạng, sát thương chí mạng ha. Còn ngọc tím á các bạn, mình chọn là 8 viên tốc đánh tốc chạy, 2 viên hút máu nha. Ngọc xanh là 10 viên công vật lý và xiên giáp nè. Và còn đây là bu đồ của mình ha. Ở thì cái sốc thứ tư các bạn đừng lên hoàn chỉnh cái kiếm ra mã xà hay là cái thương xiên phà gì hết nha. Các bạn lên nửa món vậy cho mình thôi. Thì lúc mà các bạn lên vậy á, các bạn được một tí xíu công vật lý và xiên giáp nè. Rồi các bạn trải nghiệm giúp mình ha. Khi mà các bạn lên hoàn chỉnh được cái cung tà ma rồi đó, quay về cái sốc thứ tư, các bạn lên thẳng cho mình một là cái thương xiên phà. Nếu như tem đồng địch không có quá nhiều những vị tướng đấu sĩ đỡ đòn, còn nếu như nó có kiểu như tăng cơ quá nhiều, các bạn lên cái kiếm ra mã xà cho mình. Khi mà vậy xong rồi đúng không, quay về cái shop thứ hai, nếu các bạn đủ vàng bán nó đi, lên hoàn chỉnh cho mình là giáp hộ mệnh nha. Vì khi về nổi sao nha bà con, tất kẻ đã bị bao vây, mấy thành viên bên này quánh mấy thành viên bên kia, mấy thành viên bên kia từng thằng một phải dãnh củ tỏi, và một thằng của mấy thằng thành viên bên này đã lượm được một cái chập bô. Mẹ ra kêu giùm cái luôn. Bốn rồi mấy ba.
Thôi bà kệ, bà con công nhận cho mình là được rồi. Mẹ đã kêu Phụt nha bà con. Thôi, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều, vì hồi nãy giờ các bạn đã dành thời gian quý báu của các bạn ra để xem clip của mình nè. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Còn bây giờ thì bye bye, và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo vào ngày mai. À các bạn ơi, mình hy vọng là tối nay vào lúc 8:45 á, các bạn sẽ qua Nunulike giúp đỡ mình đạt được cột mốc có cái lượng view là 4,000 đến 5,000 ha. Tôi đi ngủ bà con ơi, mơ hoài mệt quá. Bà con ơi, bà con ơi, bà con nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone chính hãng thì bà con hãy đến với lại Tân Voice Shop, shop điện thoại của anh Tân Voi tại đường Trần Văn Đang, quận 3 đi bà con. Hiện tại đang trả góp 0 đồng, trả góp 0% lãi suất, trả góp từ xa không cần tới luôn, trả góp thẳng trên web luôn, mà trả góp mà không cần gọi người thân luôn. Nói chung là việc hồ sơ nhanh nha, quẹo lửa luôn bà con bác ơi.